đến quốc tàn sát thổ dân, gây nên những trang sử đau thương của nước đến hôm nay chưa hết. Quý vị nào muốn biết rõ chuyện này xin vào trong Úc, tôi sẽ đưa đi chứng kiến người thổ dân người ta đau khổ như thế nào. Chuyện nói chuyện và tôi nói về chuyện thổ dân Úc nhiều khi xin lỗi quý vị là tôi không rú được mặt kinh khủng đau đớn. Đó là một tội ác, và đó là tội ác của người da trắng. Không, không phải người da trắng làm thế. Vậy tội ác của ai? Tội ác của thiên tiến hóa, mấy ông tiến hóa nó bảo không, đây là chúng tôi chỉ nghiên cứu khoa học thôi, còn đấy là mấy cái thằng nó áp dụng vừa bãi. Đó là vấn đề chúng ta phải nghiên cứu để sẽ trả lời câu hỏi. Nhưng cái điều là mấy cái thằng ấy nó đi sang Úc, nó nhân danh thuyết tiến hóa tìm mượn người, rồi nó tóm được thổ dân Tây, nó xích cổ người ta này, người ta chả có tội gì cả. Nó xích cổ người ta, nó đưa người ta vào những cái trại, như cái chuồng ấy, để có được trước sau nó lấy cái đầu. Kinh khủng. Và những cái trường hợp ấy nó gọi là missing link. Link là kết nối, missing là mất, bị, tức là những cái sinh vật trung gian là bây giờ bị mất hết cả rồi. Nó gọi missing link, và người thổ dân chính là missing link. Và nếu quý vị sáng Úc, quý vị sẽ gặp những thổ dân mà bây giờ họ không, họ lai với người da trắng rồi. Thế là người da trắng không đặt, đã kết hôn, không phải kết hôn thì xin lỗi tôi nói sai, họ đã chung sống với người thổ dân và họ sinh con đẻ cái, thì những đứa con đẻ cái ấy bây giờ họ nói tiếng Anh giỏi hơn chúng ta nhiều, họ cũng tham gia vào mọi công việc, họ cũng có đủ trí tuệ đủ để chứng minh rằng cái thuyết mà bảo rằng thổ dân là chủng tộc hạ đẳng thấp kém ngu si đó là tội lỗi. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta bỏ qua những tội lỗi đó, chúng ta làm ngơ trước những tội lỗi đó, thì cái phần người của chúng ta bị thiếu. Đây, sách Việt Nam rất hay, sách Việt Nam xuất bản nhưng mà tác giả là người Trung Quốc. Trung Quốc thập kỷ 1920, các bạn nên mua ngay, quý vị nên mua ngay, có ở ngoài hiệu sách. Trong cuốn sách này, ông Lý Tôn Ngô ông nói điều luật của Darwin rút ra từ xã hội cầm thú, nó mâu thuẫn với xã hội loài người. Luật của Darwin nếu ứng dụng trong xã hội loài người làm nền tảng tạo ra một thế giới loài người chém giết lẫn nhau, nên không thể không bác bỏ được. Tôi nghĩ là chỉ cần một câu này có thể đủ để bác bỏ Darwin, không cần nhiều. Câu này bác bỏ Darwin trên cơ sở của những lý thuyết nhân đạo của đạo và trước đây thì mình có những người có cái tấm lòng trung thực thì họ gặp phải cái mâu thuẫn rất đau lòng, họ thừa nhận rằng cái thuyết đấu tranh sinh tồn của Darwin là tệ hại, nhưng mà họ vẫn tin rằng lý thuyết khoa học của Darwin là đúng. Một con người bị hai niềm tin đó nó đánh nhau. Nhưng tôi thuộc loại may mắn hơn là tôi ngay từ đầu tôi đã không tin Darwin. Còn bây giờ tôi có quá nhiều bằng chứng để bác bỏ Darwin rồi. Và tiếp theo, thuyết tiến hóa hoàn toàn bất lực trong việc giải thích sự hình thành của ý thức. Một cái thách đố lớn nhất đối với khoa học nói chung và thuyết tiến hóa nói riêng là ý thức, tức là consciousness. Thì cái gọi là ý thức của chúng ta nó từ đâu mà ra? Thì là hôm nay các nhà triết học biết rõ hơn tôi, René Descartes. Descartes tin rằng mỗi chúng ta có hai phần, là phần xác và phần hồn. Gần đây có một nhà triết học người Mỹ, ông ấy nói câu này là You are, bởi vì chúng ta hay nói là tôi có linh hồn, thì ông ấy bảo no, you have no a soul. You have no a soul. You are a soul. Chính bạn là cái linh hồn đấy. And you have a body. Và bạn có một cái thể xác. Nhưng mà ông Descartes thì ông cân bằng hai thứ, cả xác lẫn hồn. Và ông ấy trước khi chết, ông nói cái câu alo, sang ba mùng nào, hãy lên đường đi.
tâm linh hồn ta ơi, linh hồn ơi, hãy lên đường đi trước khi rời bỏ thế gian để các nói câu ấy. Và trước đây tôi cũng được học triết học, thì các thầy dạy triết học nói là để các thế là nhị nguyên, tách hồn với xác ra thế là nhị nguyên sai rồi, hai cái nó chỉ là một thôi, và nếu hai cái là một thì chết hết. Tại vì có cái chuyện linh hồn tồn tại sau cái chết, nó nhưng để các tin tới mức nào nào hãy lên đường đi linh hồn ta ơi. Thế thì về ngày xưa tôi được học thì thầy dạy như thế, thì tôi lại phải nghe thầy, nhưng tôi luôn luôn có suy nghĩ riêng. Đến ngày hôm nay lý thuyết của Descartes khoa học vẫn bế tắc, không ai đánh đổi được. Muốn đánh đổi Descartes bạn phải chứng minh được rằng linh hồn đó là vật chất. Lý thuyết của Descartes đơn giản nó là như thế này: ý thức của con người là cái nó tự nhiên, nó rõ ràng đến mức ai cũng thừa nhận. Này bạn ơi, bạn có ý thức không? Bạn có cái ý thức không? Ai bảo có chứ, không rồi. Người nào mà hư hỏng quá người ta bảo vô ý thức, ôi là cái người bị mắng rồi. Vậy ai cũng thừa nhận là có ý thức. Bạn what is ý thức? What is it? Theo lý thuyết duy vật thì tinh thần là kết quả của vật chất. Cái gì? Vật chất quyết định tinh thần. Ý thức chẳng qua chỉ là kết quả của hoạt động của bộ não. Ngày xưa tôi được nghe câu ấy, tôi ngây thơ lắm. Tôi thắc mắc, tôi bảo thưa thầy, nếu bảo ý thức nó là sản phẩm của bộ não, thế bộ não nó hoạt động, nó là một cái cơ cấu, cơ chế vật chất, thì một cái hệ thống vật chất làm sao nó để cái gì không phải là vật chất được? Nó phải để ra cái vật chất chứ. Ví dụ sắt thép trong nhà máy chế tạo ô tô, nó ra cái ô tô nó là vật chất chứ. Làm sao cái gì được? Vật chất tạo ra cái phi vật chất, nó có thể vật chất tạo ra năng lượng thì ok. Thì định luật của Einstein nói rồi, E và MC bình thường, vật chất thành năng lượng ok, năng lượng thành vật chất ok, nhưng vật chất lại thành một cái gì phi vật chất vô lý. Tôi cũng tán thành, ngày xưa tôi đã nghĩ vậy, và cuối cùng bây giờ thấy người ta vẫn đang nói về Descartes rằng cái tư tưởng của Descartes cho đến hôm nay nó vẫn vậy. Và nói đến Descartes, đến ý thức để làm gì? Để nói rằng thuyết tiến hóa không nói gì về ý thức cả. Và đây, cái người mà chê thuyết tiến hóa không nói gì về ý thức, đó là ai? Đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cuốn sách này cũng bán ngoài kia, quý vị có thể mua dễ dàng. Trong cuốn sách này, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói này: đối với sinh học, ý thức là vấn đề thứ yếu. Nhưng với Phật giáo thì ý thức là đặc tính hàng đầu của sự sống. Vậy thì bây giờ quý vị lấy một trong hai tiêu chuẩn để đo sự sống. Một là lấy thuyết đạo in ra để đo sự sống. Hai là lấy tư tưởng Phật giáo. Đối với Phật giáo, cái gì nó không có ý thức, nó không phải là sự sống. Ví dụ con chó có phải là sự sống không? Có, bởi vì con chó có ý thức. Cái cây có phải là sự sống không? Có, vì cái cây có ý thức. Ai mà chưa biết chuyện cái cây có ý thức thì tôi cung cấp tài liệu cho. Cây có ý thức. Vậy tất cả cái gì là sự sống phải có ý thức. Đó là tư tưởng của Phật giáo. Vậy nếu một lý thuyết về sự sống mà lại bế tắc không giải thích được ý thức, thì cái lý thuyết không phải là lý thuyết sự sống.